Việt Nam chính thức lên tiếng về việc 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc. Người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc vào ngày 25 tháng 9, được truyền thông trong nước dẫn lời giải thích rằng những người bỏ trốn tại Hàn Quốc không thuộc thành phần đoàn ngoại giao mà chỉ đi nhờ máy bay. Phát biểu vừa nêu của ông Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam khóa 14 được đưa ra sau vài ngày giữ im lặng hoàn toàn về vụ việc. Truyền thông Việt Nam hôm 25 tháng 9 bất ngờ dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, người phát ngôn của Quốc hội đây là vụ việc rất đáng tiếc số người bỏ trốn nêu trên thuộc thành phần của đoàn tham gia sự kiện diễn đàn đầu tư và thương mại việt nam hàn quốc sự kiện này do bộ kế hoạch và đầu tư đại sứ quán hàn quốc tại việt nam và phòng thương mại và công nghiệp hàn quốc tổ chức những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của quốc hội việt nam và không được cấp visa ngoại giao trong quá trình chuẩn bị phục vụ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội đến Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay, chờ Chủ tịch Quốc hội và chúng tôi đã đồng ý. Những người này không thuộc thành phần đoàn thăm chính thức. Hiện lãnh đạo Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bên có liên quan, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy vậy, truyền thông Việt Nam không cho biết thêm chi tiết về danh tính và nghề nghiệp của những người đi nhờ máy bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và tại sao những người này có đặc quyền đó hơn 10 tháng sau khi đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc đã loan tin cho biết 9 người trong số 160 người đi theo đoàn đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm từ ngày 4 đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2018. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng trong chuyến thăm của Phái đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam có 9 người nhập cư bất hợp pháp, hai trong số họ đã trở về nước, 7 người vẫn còn đang ở bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Việt Thắng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nói với RFA: "Phải tùy thuộc công việc, nếu nội dung có liên quan công nghiệp thực phẩm thì đoàn Quốc hội cũng phải có một vài chuyên gia đi kèm am hiểu công nghiệp thực phẩm, hay một vài doanh nghiệp nào đó đi kèm để trao đổi với nhau, hay đi về phòng chống thiên tai thì phải có chuyên gia về phòng chống thiên tai. Còn đại biểu Quốc hội thì vị nào chuyên về việc đó thì đi." Theo tôi được biết thì trước kia chưa có ai trong đoàn quốc hội trốn cả. Các đoàn kinh tế bình thường thì hồi xưa hàng chục năm trước cũng có, các đoàn công tác thì cũng có người ở lại nhưng rất là hãn hữu, còn đoàn của quốc hội đi nước ngoài thì tôi chưa thấy trốn bao giờ. Theo tin thông tấn xã Việt Nam đăng tải vào hồi tháng 12 năm 2018, chuyến thăm Hàn Quốc của đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam là có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới. Theo đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, Quốc hội Hàn Quốc đã thông báo cho phía Việt Nam để biết về việc 9 người Việt Nam bỏ trốn, cũng như không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra hay yêu cầu đảm bảo tránh sự việc tương tự tái diễn trong tương lai. Nhóm 9 người bỏ trốn tại Hàn Quốc phải dùng tiền để mua xuất công du. Vụ 9 người trong đoàn quốc hội đi thăm Hàn Quốc trốn lại thoạt nhìn tưởng chuyên bịa, quan chức đang bổng lộc dại gì mà trốn, làm nhục quốc thể. Nhưng mà nếu hơi biết về ngoại giao và xã hội hóa thì thấy bình thường và không có gì lạ, thường thì các đoàn công du kiểu này sẽ có một doanh nghiệp đứng ra làm tổng thầu nó lo cho toàn bộ vấn đề tài chính cho đoàn tất nhiên là cho những thành viên chính thức và gia quyến của họ ngân sách chỉ chi trả cho những hoạt động chính thức của đoàn còn hoạt động ngoại khóa là được xã hội hóa thông qua chú doanh nghiệp kia và chú này thường cũng phải thuộc loại tay to sân sau của lãnh đạo dẫn đoàn các chuyến công du kiểu này đối với nhiều thành viên trong đoàn thì hoạt động ngoại khóa mới là chính khóa Ví dụ phu nhân của quan chức sang bển đi shopping trong lúc cụ nhà họp hành hoặc chính quan chức tranh thủ đi mua sắm, tiền shopping dĩ nhiên cũng được xã hội hóa nốt, ai đem tiền nhà đi tiêu bao giờ. Đấy là cơ hội tốt để doanh nghiệp gây thiện cảm với lãnh đạo mà lại kín đáo, ăn chơi ở bển đỡ bị dòm ngó. Thường thì thành phần ăn theo này có khi còn đông gấp mấy lần quan chức chính thức, như thế thì thằng doanh nghiệp kia chết tiền. Không, nhớ là họ chỉ là tổng thầu thôi, họ sẽ bán xuất đi cùng cho bên thầu phụ, tức là có doanh nghiệp cò con hơn. Đại khái là bên cò con kia muốn cọ quẹt với quan chức thì thông qua thằng này để được tham gia tháp tùng. Khi tham gia thì nó sẽ chung chi các chi phí ngoại khóa với tổng thầu, bao chi phí cho các quan chức cấp nhỏ hơn. Đi kiểu này lấy được quan hệ và hình ảnh rất tốt, tối thiểu là được chụp ảnh chung với quan chức cùng do quyến một cách thân mật trong suốt chuyến đi. Đến lượt bên thầu phụ để gỡ gạc lại chi phí, có thể họ sẽ bán tiếp xuất đi cho người có nhu cầu rất có thể chính người trốn ở lại hàn quốc chính là nhóm người này rõ ràng là họ phải bỏ tiền ra mua suất để đi sang hàn quốc lao động để kiếm tiền chứ mấy ông doanh nghiệp to kia thì việc gì phải trốn bọn chúng thừa tiền mua thẻ xanh thậm chí đã mua rồi còn khả năng quan chức trốn lại thì chắc chắn không bao giờ có đang đục đẽo tốt như vậy ngu gì mà trốn tất nhiên khả năng quan chức bất mãn trốn lại kiểu như ông bùi tín là có nhưng tận chín đồng chí thì không có khả năng các chuyến công du này gồm cả chuyến công tác của quan chức cấp sở, vụ, doanh nghiệp, nhà nước lên tới Trung ương, cơ bản đều có quy trình như vậy. Dứt khoát là phải có doanh nghiệp bám càng với lý do là đi mở rộng quan hệ thương mại với các đoàn cấp Trung ương hoặc doanh nghiệp mời cán bộ công chức đi tham quan với các đoàn cấp dưới. Nhưng mà mua suất công du cấp cao rồi trốn lại thì quả là một sự sáng tạo đáng kinh ngạc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa chính thức xác nhận với Julia Yun của BBC tiếng Hàn rằng hiện có 7 người Việt Nam đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. BBC đã liên hệ với đường dây chính thức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau khi đài MBC đăng phóng sự hôm ngày 13 tháng 9, cho biết 9 người trong đoàn đại biểu tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc vào hồi tháng 12 năm 2018 đã mất tích. Đài truyền hình lớn ở Hàn Quốc cho biết hơn 160 người Việt, trong đó có 20 quan chức cấp cao, đã cùng bà Ngân sang Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018. MBC cho biết đoàn người này bay đến sân bay quốc tế Kim He trên một chuyến bay bao trọn gói của Vietnam Airlines, tức tất cả cùng đi cùng một chuyến bay. Tuy nhiên sau chuyến thăm 3 ngày 4 đêm, bao gồm cả diễn đàn kinh tế và thương mại Việt Hàn, 9 người trong đoàn đã mất tích. Vẫn theo MBC, một người sau đó đã xuất hiện tại sân bay vào đầu năm 2019 và tự nguyện trở về Việt Nam. Một người khác đã bị phía Hàn Quốc trục xuất nhưng vẫn còn 7 người đang mất tích. Đài MBC nghi ngờ rằng 9 người này đã tìm cách cho hồ sơ của họ vào danh sách đoàn đại biểu để bay qua Hàn Quốc và tìm cách ở lại. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nói gì? Trả lời Julia Jun của BBC tiếng Hàn hôm 24 tháng 9, vị quan chức Bộ Ngoại giao nói trong chuyến thăm của phái đoàn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, có 9 người nhập cư bất hợp pháp, hai trong số họ đã được trở về nước. Bộ Ngoại giao xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng 7 người vẫn còn ở Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao sẽ có hành động tiếp theo dựa trên cuộc điều tra của Bộ Tư pháp và dựa trên mối quan hệ Việt-Hàn và mối quan hệ liên triều. Truyền thông nhà nước Việt Nam hiện vẫn chưa đưa thông tin gì về vụ mất tích này vào hồi tháng 12 năm 2018, báo Nhân dân và Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin về chuyến thăm của đoàn đại biểu do bà Ngân dẫn đầu vào thời điểm đó. Báo Nhân dân hôm 6 tháng 12 năm 2018 viết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Thông tấn xã Việt Nam cho hay, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gồm có Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu, ủy viên ban thường vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc ủy viên ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu thuộc ủy ban thường vụ quốc hội trần văn túy ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội lê thị nga bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh nghệ an nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình dương trần văn nam Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, Lâm Thị Phương Thanh. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng thể hiện sự coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới, theo thông tấn xã Việt Nam cho biết. Thông tin trên cũng được đăng tải trên báo Người Việt của Đinh Quang Anh Thái. Hàn Quốc vừa đưa tin 9 người trong phái đoàn kinh tế đi theo đoàn quốc hội trong chuyến thăm Hàn Quốc cách đây 10 tháng đã bỏ trốn ở lại bất hợp pháp nhờ quốc hội Việt Nam xác minh thông tin giúp cộng đồng Lê Văn Luân, luật sư ở Hà Nội bình luận, quan chức chính quyền cấp cao bỏ trốn trong chuyến công tác đó mới là nỗi nhục quốc thể. Ông Trần Hai sống ở Trà Vinh bình luận, không quen biết sao đi cùng bà chủ tịch quốc hội được, đây là sự sắp xếp tính toán trước và bà Ngân không thể vô can. Từ an ninh cho tới tiếp đón đều được công an hai nước quan tâm và xem xét lý lịch rất chi tiết, cặn kẽ, nên số người trốn lại không thể nào mà ngẫu nhân lọt danh sách cùng chuyến đi. Nhưng tại sao vụ việc lại bị bưng bít đến giờ, sắp hết nhiệm kỳ lại lòi ra? Đi cùng đoàn của quốc hội trên danh nghĩa là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam sang thăm Hàn Quốc, 9 thành viên đã bỏ trốn ở lại bất hợp pháp là công dân của một quốc gia. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ về chuyện này. Cát Linh, nhà báo tự do tại Hà Nội nói. Lê Văn Luân, luật sư ở Hà Nội bình luận, quan chức chính quyền cấp cao bỏ trốn trong chuyến công tác, đó mới là nỗi nhục quốc thể. Ông Trần Hai sống ở Trà Vinh bình luận, không quen biết sao đi cùng bà chủ tịch quốc hội được, đây là sự sắp xếp tính toán trước và bà Ngân không thể vô can từ an ninh cho tới tiếp đoán đều được công an hai nước quan tâm và xem xét lý lịch rất chi tiết cặn kẽ nên số người trốn lại không thể nào mà ngẫu nhiên lọt danh sách cùng chuyến đi nhưng tại sao vụ việc lại bị bưng bít đến giờ sắp hết nhiệm kỳ lại lòi ra đi cùng đoàn của quốc hội trên danh nghĩa là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo việt nam sang thăm hàn quốc chín thành viên đã bỏ trốn ở lại bất hợp pháp là công dân của một quốc gia tôi thực sự cảm thấy xấu hổ về chuyện này cát linh nhà báo tự do tại hà nội nói